cần người. Dài quá.
21 tấm rồi. Gạo này là gạo trên này thôi, thóc thì sát thôi. À, gạo ngon này. Lốt nốt chưa đấy chị, chưa đấy chị. Ăn. Lấy chai dầu đi nhé. Chị tính tiền cho em à? Chị hết hết bao nhiêu tiền không gửi? Gạo là đi 90.000 nữa là đi 100 dưới 30.000 180. Vâng. Xin về nhá. Thank you.
Thank you.